Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tựa game Dragon Raja. Hôm qua thì mình có hứa với anh em là mình sẽ làm cho anh em về cái clip hướng dẫn lắp các cái hạt thánh ở trong lõi của các phái, nhưng mà mình bận quá nên là mình vẫn chưa làm được. Đến giờ thì mình mới về đến nhà nên là mình mới có thời gian để làm clip cho anh em. Mình hôm nay mình đi một quãng đường khá là xa nên là về khá là muộn. Hy vọng rằng clip vẫn đến kịp lúc đối với mọi người. Trước khi vào clip này thì mình muốn nói với anh em là cái clip trước ấy thì mình là có làm về cái lưu ý tân thủ. Trong cái lưu ý tân thủ đấy khá nhiều những cái mẹo mà anh em cần phải quan tâm, cũng như là cái cách mà tiêu kim cương cho nó hợp lý, cũng như là cái cách mà tăng lực chiến. Tất cả những cái cách mà tăng lực chiến ở trong cái tựa game này thì mình gói gọn luôn vào cái clip đấy để nói cho nó ngắn gọn cho anh em, thứ nhất là dễ hiểu, thứ hai là đỡ phải mất thời gian. Thì cái clip đấy nó là một cái clip rất là quan trọng nên anh em nào chưa xem thì cố gắng là tham khảo cái clip đó. Hy vọng rằng là nó sẽ có ích cho anh em, bởi vì là cái clip đấy mình nghĩ là nó sẽ có ích, bởi vì là cái clip đấy thứ nhất nó sẽ theo đuổi theo anh em đến suốt những quá trình anh em chơi cái tựa game Dragon Raja này. Thứ hai nó sẽ giúp cho anh em không bị thọt khi mà anh em lỡ tay làm một cái gì đấy mà nó trong clip đấy mình đã giải thích rất kỹ rồi, nó sa đà vào hay là nó làm những cái gì sai ấy, thì các anh em sẽ dễ bị thọt hơn so với những người chơi khác. Còn cái clip này thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu là những cái hạt ở trong cái tựa game này nó là những cái gì. Thì anh em vào cái phần đây, vào cái phần shop này cho mình đi. Đâu nhỉ, hàng hot này, vật phẩm hot này, hạt sổ đây, hạt số mạnh này đây. Trên trong này nó có rất là nhiều những cái hạt ở trong này thì anh em có thể đọc ở đây, ví dụ như hạt lửa này, nó căn cứ phái sức mạnh của chí lực cộng 12 này, hạt nước này, quan sát cộng 12 này. Nhưng anh em đọc cái này mình nghĩ là anh em sẽ chẳng hiểu gì cả. Ví dụ quan sát cộng 12 nó là cái quái thì anh em sẽ chẳng biết được. Nên là mình ở cái clip này mình sẽ giải thích cho anh em là những cái này nó nói về cái gì, nó nói là nó đang nói cái vấn đề gì đây. Ví dụ linh hoạt cộng 12 nó là cái gì, thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em từng cái hạt một để cho anh em hiểu này. Đầu tiên ấy, chúng ta đến với cái hạt là hạt đất trước đi. Cái hạt đất ấy thì nó sẽ liên quan đến tất cả những cái gì mà phòng thủ, anh em cứ để ý là nó liên quan đến những cái gì phòng thủ là anh em nhớ hết là được. Ví dụ như là máu này, rồi tăng đép này, đép nghĩa là phòng thủ đấy, và kháng này, đó là những cái gì mà liên quan đến cái hạt đất này. Nhưng tất cả những cái phái mà anh em muốn tăng cái sức phòng thủ châu bò lên thì anh em cần phải có đất cho mình. Còn bao nhiêu hạt đất thì tí nữa mình sẽ nói cụ thể từng phái một. Thứ hai là chúng ta đến với cái hạt gió đi. Hạt gió linh hoạt bự 12 thì nó là gì? Hạt gió thì đầu tiên nó có cái màu biểu tượng là màu xanh lá cây. Cái này thì nó sẽ tăng cái crit, nghĩa là cái chí mạng cho anh em. Nói qua cho những anh em nào chưa biết chí mạng là gì thì chí mạng nó là cái nhân đôi sát thương khi mà anh em đánh vào một đối thủ. Thứ hai là nó tăng cái khả năng phá giáp lên cho anh em. Phá giáp là gì? Đó là khi nó là gọi là phá phòng đấy, phá cái sức phòng thủ của đối phương. Đó là cái gió nhá, nên là cái này nó rất quan trọng với những cái phái mà yêu cầu cái bạo phát cao, ví dụ như là sát thủ hoặc là phái xạ thủ ở trong game này. Tiếp đến là chúng ta đến với cả cái hạt lửa. Hạt lửa ở đây thì nó tùy từng phái, nó mỗi phái nó sẽ tăng khác nhau, nhưng anh em có thể hiểu sơ sơ qua là nó sẽ tăng đêm hoặc là máu, tăng đêm và máu nhá. Cuối cùng đó là cái hạt nước đi. Cái hạt nước trong này nó ghi là quan sát cộng 12. Anh em có thể hiểu là thứ nhất là nó giảm cái thời gian cooldown của skill ấy, nghĩa là giảm cái thời gian chờ của kỹ năng ấy. Anh em biết là trong những tựa game nhập vai này hay những tựa game MOBA thì nó mỗi một phái nó đều có cái thời gian chờ cho mỗi cái kỹ năng mà mình đánh ra. Thì khi mà anh em lắp nước nhiều thì nó sẽ giảm được cái thời gian chờ đấy, nó rất có lợi cho mình. Bất kể là phòng thủ hay là tấn công thì nó đều có lợi cả. Tí nữa chúng ta sẽ đi qua cụ thể từng phái xem là chúng ta sẽ lắp cái hạt nước này như thế nào. Ok, giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần lõi để chúng ta xem từng phái đi. Mình sẽ đến với cả phái kiếm sư trước đi. Cái phái kiếm sư này này, trong cái game này anh em biết thì nó là một phái tăng cơ, nghĩa là một phái phòng thủ, nhưng mà trong cái game này nó hơi khác một chút.
đó là gì? Đó là nó không hẳn là phòng thủ hoàn toàn đâu. Nó vừa là tăng cơ, nó vừa là DPS. DPS nghĩa là trong tiếng Anh dịch ra nó là damage per second, nghĩa là gây sát thương trong mỗi giây trong các phái. Mình hơi mệt một chút nên mình nói mà nó hơi bị uể oải một chút thì anh em thông cảm nhé. Không sao, mình cũng sẽ cố gắng truyền tải cái kiến thức cho anh em dễ hiểu. Đấy, như mình nói vừa rồi thì nó sẽ vừa là tăng cơ vừa là cái DPS như vậy. Nên là anh em có thể đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất là anh em đi theo tướng tăng cơ, nghĩa là phòng thủ hoàn toàn. Phòng thủ hoàn toàn ở đây thì mình sẽ lắp cái gì? Thứ nhất, anh em lắp cho mình là 5 đất nhá. Tại sao lại là 5 đất? Bởi vì là đây là một phái, nghĩa là 5 cái hạt đất ấy, ở trong này nó là địa này, 5 cái hạt địa này vào. Nói qua về cái phần này cho anh em thì chắc là anh em biết rồi, nó là cái phần lõi ở trong cái game này, nó là một cái hình kim tự tháp, như kiểu kim tự tháp Ai Cập như này. Nó có 3 mặt và gồm có 16 slot để cho anh em có thể lắp được. Thì anh em lắp cho mình là 5 5 đất, bởi vì là đất là biểu tượng cho sự phòng thủ này, máu này, đại loại tất cả những cái gì liên quan phòng thủ. Thì anh em chọn đất cho mình là một pha, mình đi theo hướng tăng cơ mà, nên mà mình chọn chọn 5 đất. Thứ hai là về tấn công, chúng ta không thể phòng thủ một cách bị động được, nên là anh em vẫn có thể phải vẫn phải tăng tấn công cho mình. Và anh em chọn cho mình là 9 lửa. Lửa thì anh em sẽ ở cái phái này nó sẽ tăng cho anh em cái sát thương đấy, cái sát thương lên. Thì anh em chọn 9 lửa cho mình. Đây, lửa đây, biểu tượng nó là màu đỏ. Thế còn cái cuối cùng thì anh em chọn cho mình hai gió. Gió như mình nói lúc nãy là nó dành cho cái crit, nghĩa là chí mạng cũng như là phá giáp của đối phương. Thì chúng ta đã có tấn công rồi thì chúng ta thêm một chút phá giáp với cả chí mạng cho bản thân mình. Thì đấy là một cái phái, đấy là anh em đi theo đường tăng cơ mà rất là hiệu quả. Thứ hai là đi theo cái đường gọi là đường đường DPS, nghĩa là đường đêm. Cái đường đêm thì nó không hẳn là đêm đâu nhá, nó chỉ là gọi là semi đêm thôi, nghĩa là đêm đêm phụ thôi đấy. Thì anh em có thể chọn cho mình là đầu tiên cũng là 9 lửa, 9 hỏa. Thì mình nói lửa cho nó dễ hiểu nhá. 9 lửa này. Thứ hai là anh em chọn chọn cho mình là 5 nước. Tại sao mà chúng ta lại chọn nước mà lúc nãy chúng ta chọn đất mà bây giờ chúng ta chọn nước? Bởi vì là khác với cả tuần thuần tăng cơ lúc nãy thì 5 nước này nó sẽ tăng cho anh em cái khả năng giảm hồi skill của các phái. Tiếng Anh nó gọi là CDR, CDR, mình chả nhớ là tên tiếng Anh nó ghi là nó là cái gì. Hình như là nó là cooldown đêm gì đấy, mình không nhớ được. Đấy, đại loại là anh em chỉ cần hiểu là chúng ta cần phải có 5 nước để anh em giảm cái hồi skill. Cái cuối cùng thì anh em cũng chọn hai gió cho mình để anh em tăng cái khả năng crit chí mạng cũng như là cái phá phòng lên, phá giáp lên. Giờ chúng ta đến với cả phái sát thủ đi. Sát thủ là một phái tấn công rất là mạnh, chúng ta cần phải hạ gục đối phương trong chớp mắt, nên là anh em cần phải tăng tối đa cái lượng lửa của chúng ta lên. Anh em chọn cho mình là 9 lửa nhá, 9 hỏa này. Thứ hai đó là đến cái gió. Thì cái gió nó là cái khả năng chí mạng, nhưng anh em biết là cái khả năng bạo phát của sát thủ cũng rất là cao, nên là mọi người cũng cần phải chọn cái số lượng gió rất là nhiều cho mình. Thì mình ở đây mình chọn là 5 gió và cuối cùng là hai nước, nghĩa là giảm cái thời gian hồi skill cho sát thủ. Như anh em thấy ở đây thì với sát thủ ở đây mình chọn là hoàn toàn là sát thương. Có một cái hướng đi nữa, có một cái hướng đi nữa là anh em có thể chọn thay cái hai nước cuối cùng ấy bằng hai đất. Tại sao thế? Vì là sát thủ máu khá là khiêm tốn, cái khả năng nghĩa là máu tương đối giấy, nên là nên là có một cái hướng đi là anh em có thể chọn hai nước để thay bằng là hai đất cũng được. Nhưng mà ở đây thì mình vẫn khuyến khích anh em đã chơi sát thủ rồi mà nó có cả tàng hình tàng nhất thì anh em cứ chọn luôn cho mình là tăng đêm tối đa đi để gây sát thương cho nó mạnh. Mình nhắc lại là 9 lửa, 5 gió và hai nước.
Ở trong game này nó là 9 hỏa, 5 phong và 2 thủy đấy. Chắc là anh em biết mấy cái chữ Hán này đúng không? Địa là đất này, hỏa là lửa này, thủy là nước này, phong là gió này. Mình cứ đọc theo kiểu thuần Việt cho nên anh em cho nó dễ dễ hiểu hơn. À, chúng ta đến với cái phái thứ ba, đó là phái xạ thủ đi. À, xạ thủ nhá, cũng là một phái tấn công như là sát thủ, nhưng ở đây thì mình sẽ ưu tiên cái crit cho xạ thủ hơn. À, lý do là bởi vì là cái crit của xạ thủ nó thứ nhất là xạ thủ đó là cái phái đứng đằng sau bắn tỉa vào, mình cần một cái bạo phát rất là cao. Thứ hai là trong cái game này với cái sức bạo phát của xạ thủ nó không được mạnh bằng sát thủ, nên là mình sẽ chọn cho xạ thủ là 9 gió anh em nhé. 9 gió để tăng tối đa cái khả năng phá phòng và cái chí mạng lên. Thứ hai là 5 lửa, đó là cái khả năng tấn công đương nhiên rồi, chí mạng luôn luôn đi cùng với cả tấn công. Và cái cuối cùng thì mình sẽ chọn là 2 đất, lý do là bởi vì là máu của xạ thủ là cực ít, gọi là cực cực ít luôn, nên mà đối phương thì luôn luôn nhằm vào xạ thủ để tiêu diệt. Giống như những cái tựa game MOBA như kiểu Liên Quân này, Liên Minh anh em chơi ấy thì cái xạ thủ ở trong game ấy thì luôn luôn là bị đối phương săn đón và tiêu diệt. Nên game này nó cũng thế thôi, nên là anh em cần phải thêm một chút cái phòng ngự cho mình. Thì anh em thêm 2 đất vào cho mình. Cuối cùng là cái phái gì nhỉ? Phái Linh Vũ. Linh Vũ này thì có khá nhiều cách bui khác nhau. Xem nào. Đầu tiên ấy, anh em có thể chọn cho mình là 9 nước, 5 lửa, 2 đất hoặc là 2 gió. Lý do tại sao? 9 nước để giảm cái thời gian, nó gọi là giảm cái thời gian hồi skill, hồi thời gian cooldown của skill cho anh em. Bởi vì là thời gian hồi càng nhanh thì anh em có cái khả năng búp máu càng nhiều, nên là nó sẽ lợi thế cho anh em rất là nhiều trong cái lúc mà đi PvP cũng như là PvE. Thứ hai là 5 lửa là để tăng cái khả năng tấn công lên. Và cuối cùng thì anh em có thể chọn 2 đất hoặc 2 gió. 2 đất thì để tăng cái sức phòng ngự của Linh Vũ lên, cũng khá là hay. Mình ưu tiên 2 đất hơn ở trong cái trường hợp này. Còn 2 gió ấy thì nó tăng cái khả năng chí mạng lên. Cá nhân mình thì mình thích theo cái hướng 2 đất hơn, bởi vì là trận đấu càng kéo dài thì nó sẽ càng có lợi cho những cái phái búp này, nên là chúng ta phải có sức phòng ngự nó tương đối một chút thì trận đấu sẽ kéo dài hơn, nên là mình sẽ chọn 2 đất cho Linh Vũ anh em nhé. Ngoài ra chúng ta có một cái phương pháp mà thứ ba cho anh em lựa chọn, đó là 8 lửa, 5 nước, 2 đất và 1 gió. Đây là cái phương pháp mà nó có vẻ nó hoàn thiện hơn hai cái phương pháp vừa rồi, nghĩa là nó sẽ bớt một chút cái tấn công của lửa. Lúc nãy mình chọn 9 lửa mà bây giờ nó bớt một chút tấn công của lửa để nó cho thêm một gió vào đấy để nó tăng cái khả năng chí mạng lên. Và nó vẫn có 2 đất, nghĩa là vẫn có cái lượng phòng ngự với máu của cái phái Linh Vũ này. Đấy, nên cái phương án này thì mình nhắc lại cho anh em, bởi vì là nó cũng tương đối là hiệu quả. Đó là 8 lửa, 5 nước, 2 đất và 1 gió. Ok, đó là toàn bộ cái nội dung của clip ngày hôm nay. Nếu anh em thấy clip hay thì hãy like, share cũng như là đăng ký kênh, vừa ủng hộ mình cũng như là để cập nhật những thông tin tiếp theo mình sẽ gửi đến cho anh em trong thời gian tới. Và anh em đăng ký kênh thì nhớ bật cái chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký để mỗi lần mình ra clip thì nó sẽ thông báo cho anh em để anh em tiện theo dõi hơn. Đợt tới thì mình sẽ ngoài tựa game Tân Tiểu Ngạo VNG thì mình sẽ làm tiếp tục đồng hành với anh em trong cái tựa game Dragon Raja này. Mình sẽ làm cho anh em thêm một số thứ mà mình nghĩ là rất quan trọng mà anh em cần phải lưu ý ở trong cái tựa game này. Nhưng mà mình sẽ bật mí sau. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tới nhá.